Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Cảm xúc đầu tiên khi nhận được thông tin bảng đấu vòng 3 của hai bạn là gì? Em cảm thấy rất vinh hạnh vì được đấu với những người như vậy. Bởi vì một người là người em và em, Baby Gang. Người đã đi cùng em ngay từ những ngày đầu vào Rap Việt. Hay Hoàng Anh hay là Xuân Hòa, Via Spring, cậu bé đấy, shout out. Còn hai đối thủ còn lại của em là C-Chain và Lil Win thì hai đối thủ của Nón Vàng, mình không có gì bàn cãi về trình độ của họ mà. Đương nhiên là em nghĩ em xứng đáng được đặt vào bảng đấy, nếu không phải em thì em nghĩ chẳng ai xứng đáng đặt vào bảng đấy cả. Bản thân em thì khi mà em nhận được bảng đấu của em, thực sự lúc đấy em không nghĩ gì cả. Tại vì Kelly, Free với cả Freesix đều là những người anh, người em của em chơi từ những ngày đầu mà vào Rap Việt rồi. Nên là em chỉ thấy thôi, vòng này em vui thôi. Impossible cảm thấy ấn tượng về đối thủ nào nhất trong vòng 3? Theo em thì đối thủ em ấn tượng nhất là C-Chain, luôn là thế. Bởi vì C-Chain sẽ mang một cái năng lượng đột phá. Bài của Lil Win thì em nghĩ đấy là một bài hay, nhưng mà em cũng có thể làm một bài như thế. Em cũng có thể loại Lil Win. Chắc chắn điều đấy không thể phủ nhận luôn. Em hiểu khả năng của mình đi đến đâu, nhưng mà đối với một người điên như C-Chain thì chắc chắn là em không thể vượt qua được. Còn Sandy thì sao? Thực ra là em không có áp lực để đấu với bạn nữ nào, tại vì em biết trình độ mình đến đâu. Dù đấu với một bạn nữ nào trong 5 bạn nữ trong chương trình, em cũng không sợ bạn nữ nào hết, tại vì mình thẳng và mình thật, mình straight up. Như anh Karik đã từng nói với em là em như một cái mũi lao vậy. Và em cũng thấy là bản thân em cũng như một cái mũi lao. Shady đã đầu tư như thế nào cho tiết mục của mình tại vòng 3? Sau vòng 2 vừa rồi là em gặp được những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều. Nên là cái vòng 3 là em muốn mang một cái bài hát mà thứ nhất là làm cho thầy của em tự hào. Cái thứ hai là em muốn cho mọi người biết rằng là em xứng đáng ở vòng 3 Rap Việt lần này. Sau vòng 2, Sidy bị áp lực rất nhiều. Khoảng thời gian đó, Impossible thấy Sidy như thế nào? Em nghĩ là sau vòng 2, khi mà tập của Sidy được lên sóng thì ai cũng bất ngờ với cả kết quả đấy, bởi vì kết quả đấy đúng là khó tin. Nhưng mà em nghĩ Sidy cũng xứng đáng vào vòng trong, bởi vì Sidy đã cố gắng tất cả khả năng mà Sidy có. Sidy ấn tượng điều gì nhất ở tiết mục của mình tại vòng 3? Từ khoảng thời gian 1 tháng sau vòng 2 cho đến vòng 3, giờ em rất là áp lực. Cái tâm lý của em thực sự rất là tăm tối. Cho đến khi mà được đứng trên sân khấu vòng 3 vừa rồi, em coi như là em không tiếc cái gì hết. Lúc đấy em thực sự em muốn rất là muốn bùng nổ. Và hôm đấy em bùng nổ thật. Và lúc mà diễn xong rồi em không thể nào cầm được nước mắt của mình. Em vui quá. Cảm thấy bản thân mình đã làm tốt hết mức có thể rồi. Nên là em thấy rất là mãn nguyện.